Các bạn và các em thân mến, video trước tôi đã trình bày cách nhập điểm vào trong bảng điểm cho từng sinh viên. Video này tôi tiếp tục trình bày cho các bạn và các em cái cách mà chúng ta kiểm tra xem là bạn sinh viên đó có điểm chưa. Có điểm thì sẽ update, còn nếu không thì sẽ chèn đúng người. Đấy, chèn đúng người. Chứ không thể là tăng thêm được nữa, đúng không? Đây, ví dụ nha, chúng ta thấy là bảng điểm. Chúng ta thấy là mã số sinh viên 32 thì sẽ có một dòng điểm này. 31 có dòng điểm này. Đấy. Và chúng ta thấy là ở cái chỗ điểm trung bình ấy, ở đây tôi vừa thêm là điểm trung bình bằng tổng 3 điểm chia cho 3 vào đây luôn. Đó, vào đây luôn. Thế thì ở phần nhập này chúng ta sẽ kiểm tra xem là nhập này nó gọi cái form ở view ra, form form nhập, thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là người này có đã nhập chưa, và chưa nhập thì cái bảng của chúng ta nó sẽ chưa nhập thì nó sẽ là mới, còn nhập rồi thì là update sửa điểm. Đấy. Để mà không thể là một người có hai lần nhập điểm được mà chỉ là một lần duy nhất. Nếu chưa có thì thêm mới, còn nếu có rồi thì update, còn nếu không thì ta lại vẫn thôi không ghi vào. Đấy, các bạn chú ý nhé. Ở đây là trung bình là được vào, đúng không? Đây, ví dụ ta chạy cái form này. Chạy cái form này. Logo hiện lên sách. Đó. Ta đăng nhập này. Nhưng trước ta làm login rồi. Thành UNESCO password. Thì khi nhập hồ sơ ta nhập điểm luôn, hai bạn 32 và 31 là có rồi, nhưng bây giờ ta bấm vào thì nó lại hiện lên là chưa có điểm, chưa hiện ra đây, thì ta muốn là cái form nhập nó hiện ra đây để sau này chúng ta thành lập một cái bảng khác để hiện toàn bộ lớp, đúng không? Chính vì vậy thì tôi mới quay về controller và tôi sẽ cố gắng mình sẽ cố gắng là trong cái mô đồ nhờ nhập điểm này mình sẽ thêm một cái hàm function kiểm tra là có điểm chưa nhé. Chúng ta kiểm tra function có điểm chưa. Đấy, function điểm có điểm, nếu có rồi thì sẽ hiện lên, nếu không thì thôi, đúng không? Thế thì chúng ta nhìn thấy là tìm điểm của cái phần phần view là điểm đây. Đấy, update điểm này, xóa điểm này. Thế bây giờ một biến là biến kiểm tra. Đấy, biến kiểm tra này nhé, gồm có ID sinh viên và ID điểm, trả về kết quả. Đấy, thế ta có cái ba này rồi, ta sẽ viết vào trong cái chỗ này. Các bạn phải theo dõi cái bài trước nhé. Ta sẽ vào cái phần controller, vào phần controller của chúng ta ở đây là nhập điểm. Thế thì ở đây chúng ta sẽ cho vào đây, đây là ID sinh viên và ta sẽ kiểm tra xem nó có chưa trong bảng điểm, cần có là được. Đấy, vậy thì có rồi, chỉ cần một lần thôi. Vậy thì chúng ta phải vào mô đồ, chúng ta sẽ sửa là tìm public function file by
file điểm nhé, file điểm này. Bài ID sinh viên. Đó, ID ở đây. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ thì SQL bằng select sao from, tức là từ đâu, từ bảng điểm. Đây chúng ta nhìn nhá, đây là bảng điểm rồi, ok. Tức là một ID là có duy nhất một hàm thôi, những cái này sẽ phụ thuộc hàm vào khóa chính ID. Đó, tất cả các thuộc tính này phụ thuộc hàm nhé. Còn 18 này có thể bạn khác cũng 18, cho nên nó không thể thuộc tính nguyên tố được, mà phải tổng tất cả cái này phụ thuộc vào đây. Nếu có rồi, có một hàm rồi thì thôi. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lên thế này, form này, bảng điểm, where ID sinh viên bằng hỏi chấm. Đó, và sau đó thì chúng ta sẽ zip. Ta bằng chấm ở đây luôn cũng được, nhưng mà ta viết theo cách này. À, ta sẽ có là query bằng zip db query SQL nhé. SQL phẩy array móc ra. Các bạn nhớ là cho chúng ta như này, array thì chúng ta cho là ID sinh viên. Hoặc là chúng ta chỉ cần không là array. ID sinh viên. Đó. Và chúng ta return query. Yes. Return thế. Bây giờ ta sẽ thực hành nhé, ta sẽ thực hành vào cái ông kia, rồi ta lên trên trên đây, ta kiểm tra nhập điểm. Đấy. Và thầy viết là thầy viết là biến tìm bằng zip của pointer model. Order model bằng điểm của nó đấy. Nào, bây giờ tiếp file. Đó. Lúc nãy của ta kia là file gì nhỉ? Get điểm à? Get điểm không là file. Get điểm chỗ cuối. Nhằm copy cái này sang cắt sang điểm, chú ý là sang điểm nhá. Đó. File điểm ID sinh viên, vậy thì chúng ta lên trên ta. File điểm đây. Bây giờ thầy thử cho là 32 sẽ sao.
xem nó có ra không nhá. Và đâm. Ba hai là thế này này. Thử đây, đây là phép thử 32 31 nhé, là ở đây rồi. Ta thử, ta chạy đến đâu ta phải thử đến đấy. Và đâm. Tìm. Đấy, tìm lúc này nó sẽ là tìm ra cái sinh viên này đã có điểm chưa. Sinh viên số 32 ta nhập thẳng thẳng vào nhé. Đây là phép test, gọi là test. Test xem đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vào đây. Nào bây giờ chúng ta sẽ có này, nhập điểm. À, dạ, có rồi, đúng không? Rồi, 2 có rồi, 32 và 31 có rồi. À, 29. 29 88. À, dạ. Cái này là không được rồi. Hai 30 cũng có, vậy ta nhầm ở chỗ nào? Tìm select mà có dòng bằng 32 31. Vậy thì chúng ta lại phải quay về điểm where ID sinh viên bằng hỏi chấm. Luôn cho nó nhanh. Như này không biết là có chạy không. Rồi như này thì chắc là nó sẽ không thể ra được. Tại sao lại ra như vậy? Vậy chúng ta phải nghiên cứu lại chỗ này. Không, ta phải đưa cái này vào thì ta nhấp nó mới đúng. Còn ta đưa số thì nó sẽ vẫn luôn luôn đang cái người đấy. Vậy bây giờ ta sẽ nhấp lại nhá. Rồi. Đây mã số sinh viên thầy không có vấn đề này, thầy ghi là number bằng zip, đấy là cái số số giờ số mã số đấy, zip nhá. Giải quyết bằng với ghét cái kia số 4, cái này là để truyền đây, còn cái này là để mình tìm ra cái điểm, tìm điểm. Đấy, tìm xem có điểm chưa. Rồi bây giờ select sao form bảng điểm where id bằng
của em ạ. Đây, ta dùng câu lệnh trên đây. Kết quả. DB table. Viết table. Sinh viên làm như này giống như là trên đây. Return kết quả. Rồi giờ thầy chạy lại thì ra rồi một thằng hai thằng mã số 31 rồi ba thằng thằng này ra không chưa có điểm đúng câu lệnh rất chuẩn đấy chúng ta sử dụng cái này nhé chúng ta sử dụng câu này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên đây cái que thì đó nha chúng ta dùng câu lệnh này nó hay hơn chúng ta bây giờ sang phần rồi hay là cho nó luôn ở trong này đi. Ta sẽ cho nó cái mã này vào xuống dưới. Copy phần này xuống dưới. Này là mã đi. Đấy, thầy sẽ ghép này. Mã số sinh viên bằng. ID sinh viên thì bằng cái này. Ta sửa đúng như này nhá. Thế ghép mạng mà ghép mạng chuyển qua nó dễ. Đấy, phẩy. Ta xuống dưới. Ta sẽ cho cái phần có này. Trên này ta sẽ mã số sinh viên có ID sinh viên mã số sinh viên điểm rồi bây giờ thầy cho ghi là number đây cái mảng này nhé mảng này nó truyền sang đây rồi ta cắt đến đây truyền sang thì sẽ có hai tham số
tham số thứ nhất là ID sinh viên, tham số hai là có điểm rồi. Đó. Bây giờ mình chỉ xử lý cái form nhập điểm thôi. Các bạn chú ý nhé. Đó. Có. Rồi các bạn chúng ta không. Nhập điểm. ID sinh viên rồi, xong rồi. Này. Rồi, thêm một cái nữa, hàm ít nữa. Cho em chú ý chỗ này nha. Biến là có, ít có, set có. Set có. Nếu set có. Tức là tìm thấy đấy. Nếu set có n. N. Có khác luôn, nếu y sẽ có thì máy thầy chậm quá, thầy chưa mua được máy mới thì như này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ copy một hai form. Đấy, đây là một cái trên, là một cái này, bây giờ phải đóng một cái này nữa. Đấy, là hai cái đúng không ạ? Rồi. Riêng ngoặc bao giờ phải PHP phải đưa vào hai cái dấu hỏi này. Đấy. Còn nếu không, nếu có thế thì như này, nếu không L. Đấy, thì chúng ta phải thêm một cái này là mình nếu không eo thì form thứ hai, một cái form là đỡ lấy điểm đã có nhé, các em chú ý nha, một cái form là đỡ lấy điểm đã có. Ta có phòng thứ hai. Xong rồi. Nghĩa là chúng ta ít nếu không thì eo thứ hai, nếu không thì eo thứ nhất cũng là một form, thứ hai thì form thứ hai cũng là này. Thế thì form thứ nhất là chúng ta để cho nó khắc nôn thì lúc này nó sẽ nhận giá trị vào. Còn tức là nhá, chỉ biến có đấy thôi. Nếu có khác nôn thì làm form 1, form trên. Nếu không có thì làm form 2. Làm form 2. Đấy. Đây có hai form nhá. Nếu có thì chạy form 1, đây nếu không thì chạy form 2. Đúng không? Vẫn như vậy, vẫn như vậy. Nhưng form 1 ở đây là có rồi thì chúng ta phải cho hiện điểm điểm cũ lên form. Ta phải cho hiện điểm cũ lên form nhá. Thì chúng ta sẽ cho giá trị vào đây. Đấy, giá trị đây là echo. Bây giờ chúng ta xem cái có của mình nó như nào. Echo có. Chúng ta lại phải chạy lên xem echo có nhá. Rồi, nhập điểm
Đây, có sang bên này. Vậy thì có là một mảng. Và vậy thì chúng ta sẽ chuyển xuống form này giống như vòng for đó. Đấy, chúng ta lại cho vào form này. Rồi, thế là chúng ta có như vậy. Vậy thì ở trong form có này, thầy lại có một cái vòng for, kết thúc vòng for ở trong này, PST for x có add item. Đấy. Hay là add điểm đi. Điểm. Và đóng lại cái này. Và ở cái chỗ cuối này, cuối của cái eo này, ta cũng phải có một cái form, cái vòng của cái form. Đấy, đúng rồi, xong rồi. Tức là cái này là của cái form nhá. Trong cái một thôi, trong form một là có form. Để ta lấy ra này, điểm này, ở đây điểm toán này, để cho là điểm bằng điểm toán. Đấy, xong đây trong iPod này nhá, thế thì các bạn phải in cái chỗ này điểm toán đi. Đấy, lên hôn ở nơi này là hết, vì không có, nó lại hiện trồng đè lên đây. Rồi điểm lý, value lý thì chúng ta có này, điểm, tức là biến có thầy gán vào biến điểm đấy, các bạn hiểu chưa? Đấy, máy thầy chậm quá. Cái này chúng ta cũng cho nó thành là chúng ta để cũng để tùy điểm được. Rồi lên hôn nhá. Cho nó không hiện lên, không hiện thì mình lời nhắc, không hiện lên lời nhắc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chạy này xong. Đấy, hai form nhá, bạn chú ý là đây là form thứ nhất, còn dưới này là form thứ hai. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chạy. Nhập điện này, toán 8 đến chưa có nhỉ. Được rồi, để thầy xem lại. Nhập điện toán 5 hiện ra mỗi thằng 5. Toán 8 5 rồi, lý chưa có, lý chưa hiện. Thế vậy thì chúng ta lại xem lại chỗ này. Nó rồi đấy, bằng
có, sinh viên này chưa có, hai cái này có rồi thì ngon rồi. Đấy, ta xử lý như thế là đưa nó sang đây là có rồi, hai thằng có rồi nhá. Thế bây giờ có rồi thì phải sửa thôi, nếu mà lên đây thì ta thêm một cái sửa, ta sửa vào cũng được, còn không thì ta thôi, bây giờ ta cho vào, ta đi vào hàm sửa. Đấy, đi rồi, bây giờ chúng ta sang phần điểm. Ngon, đấy, thầy dẫn nó đến đấy rồi. Bây giờ thầy mới chui về đây, các em chú ý nhá. ID sinh viên này vẫn ở cái cũ này. Có là có điểm rồi thì làm form 1, còn không có, chưa có thì là thì ghi mới. Thế vậy thì chúng ta sẽ xem vào cái phần ghi. Ghi điểm. Mới ấn lên. Form khác nhau. À chà chà. Rồi, thế thì update nó theo form, đúng không các em? Vậy thì thầy sẽ cho một cái điểm là nhập này, sửa này, update chưa có. Vậy thì update thầy sẽ cho một cái nữa là vào cái nha, cái thêm mới là cái hàm này thêm điểm nhá. Các em nhớ chú ý là thêm mới là chỉ thêm điểm thôi, còn sửa điểm nó khác. Vậy chúng ta lại vào trong nhập điểm này. Đấy, với cái hàm, với cái này thì chúng ta thay đường dẫn về đây. Cái này thầy ghi là cập nhật update điểm. Đó, bây giờ cái hàm này chưa có. Hàm này chưa có thì chúng ta chạy là nó sẽ không ra. Đây ví dụ bây giờ thầy cái 32 này thầy ghi update chưa có, đúng không? Còn mới là có rồi. Đó, nó rõ ràng như vậy. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chuyển về chỗ hàm update. Ta cho một cái giao tơ vào đây. Nha. Đây là xếp điểm, bây giờ thầy chỉ copy dòng này thôi. Thầy cho sang là update. À, ghi lại chỗ này là update. Chỗ này chúng ta ghi sang là update. Đấy. Không gian thì namespace vẫn như vậy, chỉ là thay update thôi. À đâu? Chỗ này vẫn là update đây, update được chưa? Bây giờ ta mới phần nhập điểm này, ta làm cái hàm là update điểm. Thầy copy xuống update điểm, thay nó trong controller thôi. Đấy nha, ở trong phần nhập điểm ta sẽ ghi là update điểm. Rồi. Ta copy cả cái bọn này xuống. Copy cả bọn này xuống nhá. Ta update vào. Vào update, copy xuống, update. Đó. Nhưng lúc này hàm gọi ra phải là hàm update chứ không được hàm thêm. Đúng không? Bây giờ ta sẽ để chọn chạy này. Git pointer module cập nhật hay là update điểm. Đấy.
Đúng rồi. Where trước đúng không? Thì chúng ta ghi như này. Chúng ta update nha. ID sinh viên. Phải lấy riêng cái ID sinh viên vì nó nằm trong mạng rồi. Bây giờ phải lấy riêng nó ra một tí. À, đây là ID điểm, update ID điểm. Thì chúng ta sẽ cái này ở ngoài nhá, không trong mảng nhá, để lấy để thầy đưa vào cái giá trị update này thôi. Giải quyết quét và ID sinh viên ở trong form nó bên kia nó chuyển sang nhá. Đó. Và thầy thầy cho vào đây là bằng ID sinh viên phẩy data. Đó. Các em chú ý nhá. ID này ở bên form form update nó truyền lại ngược lại thì ta lấy nó gán nó về phía đằng này. Để khi nó lấy từ trong trong cái ô textbox form ấy. Đó. Thì nó đưa vào đây. Nhá. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đường dẫn thôi. Copy cái này đường dẫn. Copy. Rồi. Vẫn về đấy. Đúng không? Đấy, các em thấy là update khác với phần thêm đây. Phần update đây các em nhìn. Đó. Bây giờ chúng ta chạy nhé. Bây giờ thầy thêm bạn và thầy nhập điểm bạn trường này. Bạn trường toán là 8. Bây giờ thầy chẳng hạn thầy chấm hơi nâng tay, bây giờ thầy cho 5 lùi xuống đúng không? Đi bạn. Đấy, bây giờ xem lại bạn Mạnh Cường nhé, là 5 đúng chưa? Trong cơ sở dữ liệu lúc này là 5. Đấy. Ui chạy luột quá các em ạ. Rồi bây giờ thầy thêm bạn này nhá, Thế Công này, nhập điểm này, mới Tí Linh, bạn này được 10. Đấy, 10. Rồi, xuống bạn này được 10 tiếp. Ồ, tổng 30 đi vào. Đó. Bạn này được 10 rồi, bây giờ xem trong cơ sở liệu. Ngon quá, ngon cực kỳ luôn. Tuyệt vân vời đúng không các em? Đấy, video chúng ta phải làm như thế nhá. Phần update riêng, phần nhập riêng và có hàm kiểm tra. Rồi bây giờ thầy xuống phần form nhập điểm này, thầy lưu ý các em là có là có điểm rồi thì truyền nó sang, thì đúng là nhận giá trị cũ. Cái hộp textbox ấy, nó sẽ hộp cái hộp mà chúng ta nhập vào nó sẽ hiện ra cái điểm cũ. Đấy, hiện ra cái điểm cũ. Còn nếu không thì nó chỉ là ô trống để chúng ta nhập điểm mới ở dưới này. Đó. Thì nhập điểm mới.
Thế phần nhập điểm là chúng ta làm ngon cho cái này. Bây giờ là chỉ còn một cái là sâu ra bảng điểm thôi. Thì sâu cho ra bảng điểm thì thầy sẽ làm ở video kết thúc. Còn video này là video gần kết thúc nhá. Các em cố gắng xem xét kỹ từng video. Tức là một cái form mới thì thầy copy làm hai form, một form sửa, một form xóa. Bạn vẫn còn chưa xong. Bây giờ thầy sẽ kết thúc video ở đây. Các em theo dõi cho thầy.